Từ lực star và đinh quang thái trên trọng kính chào quý khán giả. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi một bình luận chiều thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2020 với chủ đề là bầu cử Mỹ tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống. Thưa quý vị, cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống phía bên đảng cộng hòa là ông Mike Pence và phía bên đảng dân chủ là bà Kamala Harris đã chấm dứt đêm hôm qua ngay tại University of Utah ở tiểu bang Utah và người đứng ra điều hợp cái buổi nói chuyện và tranh luận giữa hai vị ứng cử viên phó tổng thống đó là nhà báo nổi tiếng của tờ USA Today bà Susan Page ngay sau khi cuộc tranh luận xong thì hầu hết các mạng xã hội và các cơ quan truyền hình đều đưa ra một cái nhận xét giống, giống nhau là cuộc tranh luận đêm hôm qua diễn ra rất là hòa nhã lịch sự và văn minh nữa ngoài trừ một vài lần không có đáng kể lắm uh, là đôi bên có nói chồng lên nhau và ông uh, Mike Pence là ứng cử viên uh, của đảng Cộng hòa đó thì có lấn sân bà Kamala Harris một số lần uh, khiến cho người điều hợp chương trình là nhà báo Susan uh, Page phải nói rằng ủy ban tranh cử của hai vị đã đồng ý là uh, cuộc tranh cử đêm hôm nay sẽ diễn ra một cách hòa nhã và không có nói chồng lên nhau và tôi tôi tên là bà Page đó, được giao cái nhiệm vụ là phải can thiệp thì thưa quý vị nhiều lần khi ông Pence nói lấn là lấn của bà Kamala Harris đó, thì nhà báo Susan Page đã phải nói nhiều lần rằng Mr, President, Mr. Vice President, Mr Vice President, Mr Vice President nhưng mà ông Michael Pence vẫn tiếp tục nói. Nhưng mà sau đó ông cũng biết là phải dừng lại ở uh, một cái giới hạn nào đó. Uh, bà Kamala Harris cũng có vài lần uh, lấn giờ của ông uh, Mike Pence và nói trên lời ông uh, Mike Pence. Có vài lần thì bà Kamala Harris nói rằng uh, Excuse me Mr. Vice President, I'm talking. Tức là cho biết rằng đó là cái giờ nói chuyện của bà. Nhưng mà nói tóm lại, đêm hôm qua là một cuộc tranh luận... Uh, khiến cho báo chí quốc tế và báo chí tại nước Mỹ sáng nay phải có một bình luận chung rằng hòa nhã lịch sự và văn minh không có những lời chỉ trích dữ dội như dành cho cái cuộc tranh luận cách đây đúng một tuần lễ giữa ứng cử viên tổng thống Donald Trump và ứng cử viên tổng thống Joe Biden. Có chín đề mục đêm hôm qua mà bà Susan Page đã nêu ra với hai ứng cử viên và bà báo trước cho biết rằng tất cả những câu hỏi đó bà không cho bất kỳ một người nào biết trước cả thứ nhất là bà đã nêu ra vấn đề coronavirus và cái nỗ lực chống đại dịch này của tổng thống Donald Trump và chính phủ của tổng thống Trump thì cái phần bà Kamala Harris bà đã lên án tổng thống Trump là thất bại nhất của các chính quyền nước Mỹ từ xưa đến giờ trong vấn đề chống đại dịch và bà, bà nhấn mạnh rằng chính phủ của tổng thống Trump không có kế hoạch nào cả trong khi đó thì bà nói rằng ứng cử viên tổng thống Joe Biden có kế hoạch đó gồm có vấn đề là sẽ chích ngừa rộng rãi hơn, thử nghiệm toàn toàn quốc và có kế hoạch để phân phối cho tất cả người dân cái vaccine chích ngừa và còn lên án rằng ông Mike Pence và tổng thống Trump đã cố tình gây ra nhận thức sai lầm cho dân chúng Hoa Kỳ về nguy cơ chết người của đại dịch và họ nói bà nói rằng cả hai ông đã che giấu cái nguy cơ đó. Phó Tổng thống Mike Pence thì tố cáo chiến dịch tranh cử của bà uh, Kamala Harris và ông Joe Biden là đã sao chép nguyên văn cái chiến lược chống coronavirus của Tổng thống Donald Trump. Ông Pence nhấn mạnh rằng chính quyền đã đặt người dân Mỹ lên hàng đầu trong suốt cuộc khủng hoảng đại dịch này. Uh, bà Susan Page hỏi một câu rằng gần đây trong hai tuần lễ vừa qua thôi thì đại dịch đã tấn công trực tiếp vào tòa bạch ốc và tòa bạch ốc được xem như là một cái điểm nóng hotspot đã lây lan qua cả phía bên ngũ giác đài bởi vì có 4 năm vị tướng cao cấp của quân đội Hoa Kỳ hiện nay đang phải tự cô lập về nhà vì đã gặp gỡ những người mà bị dương tính coronavirus. Thì bà Susan Page nêu câu hỏi rằng làm thế nào mà đất nước có thể tuân theo các hướng dẫn của chính phủ Trump trong khi giới lãnh đạo tòa bạch ốc thì không làm như vậy. Thì ông michael pence trả lời rằng tổng thống trump và cá nhân ông tin rằng người mỹ sẽ đưa ra các lựa chọn mang lợi ích tốt nhất cho sức khỏe của họ và chính phủ trump tôn trọng sự lựa chọn của dân chúng hoa kỳ tức là muốn ám chỉ tới cái việc mà đã không đưa ra những quy định gắt gao về vấn đề giãn cách xã hội trong cái buổi mà tổng thống donald trump đã đề cử bà thẩm phán barrett vào thế chỗ cho vị thẩm phán quá cố là ginsburg tại Vườn Hồng tại Bạch Ốc khiến cho tới ngày hôm nay thì vào khoảng độ 16 người nhân viên cao cấp của Tổng thống Donald Trump đã bị lây nhiễm coronavirus dương tính và phải bị um, cô lập y tế tại nhà. À, bà Harris thì uh, bị một câu hỏi của bà Susan Page rằng nếu bây giờ mà nước Mỹ có vaccine thì bà Kamala Harris có chiếc hay không? Bà nói rằng bà sẽ chích ngay lập tức và là người, người đầu tiên chích vaccine với một điều kiện là phải có lời chứng thực của giới khoa học và bà đưa tên của bác sĩ Anthony Fauci là một trong những người lãnh đạo cái công cuộc chống Covid-19 của nước Mỹ. Nhưng mà bà nói thêm, nếu mà là Tổng thống Donald Trump nói thuốc vaccine đó là do ông Trump loan báo đó, thì bà Kamala Harris sẽ không chích ngừa tổng thống Trump chúng ta đã biết rằng đã ra lệnh cấm các chuyến bay từ Trung Quốc vào nước Mỹ vào ngày 31 tây tháng giêng vừa qua và có hiệu lực vào ngày mùng 2 tây tháng 2. Ông phó tổng thống Mike Pence đã nêu ra cái cách phản ứng đó đối với đại dịch của chính phủ tổng thống Trump. Ông nói rằng tổng thống Trump đã ngay từ đầu ra cái lệnh cấm bay đó thì về phía ông Joe Biden lại cho rằng đó là một cái hành vi bài Trung Quốc của chính phủ Trump và đồng thời bà Nancy Pelosi là chủ tịch của Hạ viện Mỹ Đảng Dân Chủ lại còn đi thăm San Francisco và bảo rằng mọi việc sinh hoạt vẫn có vẻ tốt đẹp bình thường. Thì đây là cái kiểm chứng về mặt sự thật và thông tin mà các nhà báo nêu ra về cái điều mà ông Michael Pence nói rằng Tổng thống Trump cấm tất cả mọi chuyến bay. Điều đó là hoàn toàn đúng, nhưng mà không cấm nổi những công dân Hoa Kỳ, những người có thể xanh và những người thân nhân của họ sống tại Trung Quốc mà bay trở về nước Mỹ hoặc là 50 tiểu bang trong nội địa hoặc là bay về những vùng lãnh thử thổ tư trị của nước Mỹ như là Puerto Rico, American Samoa, vân vân. À, quý vị, chính vì cái lệnh cấm ngày mùng 2 tháng 2 đó không triệt để cấm ngay cả công dân Hoa Kỳ và những người có thẻ xanh và thân nhân của họ. cho nên có tới 40.000 người đã vào nước Mỹ sau lệnh cấm của Tổng thống Trump và những người đó đều bay đi từ những tỉnh của Trung Quốc cả. Liên quan đến trường hợp của bà Breonna, Breonna Taylor là một người phụ nữ Mỹ gốc Phi Châu, đây bị một cảnh sát da trắng bắn chết tại thành phố Louisville, tiểu bang Kentucky và sau đó thì bồi thẩm đoàn của Kentucky đã không truy tố người cảnh sát mà bắn chết bà Breonna Taylor. thì nhà báo Susan Page nêu một câu hỏi rằng liệu công lý có được thực thi đúng mức trong vụ bà Brianna Taylor hay không? Thì đây là câu trả lời của ông Michael Pence trong cuộc tranh luận tối hôm qua. Ông nói rằng chúng tôi đau lòng vì sự mất mát sinh mạng vô tội của bất kỳ công dân Hoa Kỳ nào. Và chúng tôi đồng cảm với gia đình của bà Brianna Taylor. Nhưng tổng thống Trump và cá nhân tôi, tôi tức là ông uh, ông Michael Pence đó, tin tưởng hệ thống công lý của chúng ta. Về phần bà Kamala Harris thì bà nói như thế này và nói rằng tôi không tin như vậy. Tôi không tin là công lý đã được thực thi trong vụ bà Fiona Taylor và gia đình của bà Taylor xứng đáng có được công lý. À, nghị sĩ Kamala Harris lên án về cảnh sát giết chết bà Fiona Taylor ở Kentucky và cảnh sát đã giết chết ông George Floyd ở tiểu bang Minnesota. Và bà nói về các cuộc biểu tình chống lại bất công phân biệt chủng tộc mà theo bà, ông Donald Trump gọi là bạo loạn khi ông kêu gọi vãn hồi trật tự. Bà nói rằng chúng ta không bao giờ dung túng bạo lực, nhưng chúng ta phải luôn đấu tranh cho những giá trị mà chúng ta trân quý. Cảnh sát xấu là một cái điều rất tệ cho cả một khối cảnh sát mà rất đông người tốt. Ông Mike Pence thì nói rằng ông đau lòng thay cho gia đình của bà Taylor, nhưng ông nhấn mạnh rằng ông tin tưởng vào hệ thống tư pháp của nước Mỹ. Bà Kamala Harris còn nêu một câu hỏi với ông Pence là ông nghĩ sao khi mà trong cuộc tranh luận tuần lễ trước, nhà báo Chris Wallace của đài Fox News nói với Tổng thống Donald Trump rằng đây là cơ hội để Tổng thống Trump công khai lên án cái nhóm theo chủ trương da trắng thương đẳng và những người mà có chủ trương da trắng hiện nay thì nước Mỹ. Thì Tổng thống Trump đã dùng cái chữ là stand back and stand by. Chúng ta tạm dịch làm, là gọi là giữ cái thế như thế và vì thế sẵn sàng được xem như là một cái lời khích động khi nói về cái nhóm Brown Boys thì trong lúc mà bà Kamala Harris nêu ra câu hỏi đó về cái chữ stand back and stand by do Tổng thống Trump nói thì ông Michael Pence lắc đầu quậy quậy và ông không trả lời câu hỏi nào cả bởi vì uh, trong uh, cuộc tranh luận tuần trước thì Tổng thống Donald Trump có nói điều đó mặc dù sau đó thì ông có đính chính lại với báo chí ông bảo rằng ông không biết cái nhóm Proud Boys là nhóm gì cả nhưng mà ông lên án bất kỳ một hành vi và một hình thức bạo động nào à, ông Michael Pence cũng từ chối nói về việc liệu biến đổi khí hậu có phải là mối đe dọa hiện hữu hay không bởi vì quan điểm của chính phủ tổng thống Donald Trump là rút ra khỏi thỏa thuận climate change Paris và đồng thời xem những cái vụ hỏa hoạn tại nước tại California như là một cái um, sự quản trị yếu kém ở của chính quyền tiểu bang. Ngày hôm qua thì bà Susan Page có nói rằng cái hiện tượng mà hiện nay uh, báo tố ngày càng mạnh hơn uh, ấm nắm toàn cầu và vấn đề cháy rừng nó lây lan như tại các tiểu bang miền Tây nước Mỹ thì đó là hiện tượng nên giải thích như thế nào thì ông Mike Pence uh, chỉ nói rằng uh, đó là cái hiện tượng mà ông phải tin vào những là nhà khoa học mà thôi. Ông uh, Mike Pence cũng bị nêu câu hỏi rằng nếu trong trường hợp uh, kết quả của bầu cử mà phía bên liên danh của ông và ông Trump thua đó thì liệu Tổng thống Donald Trump có chấp nhận kết quả của bầu cử hay không? Thì ông Mike Pence nói rằng không. Uh, không đi hiểu thương nghĩa là ông bảo rằng chúng tôi, tức là liên danh của Donald Trump và Mike Pence sẽ chiến thắng. Không có nghi ngờ gì về sự chiến thắng đó cả. Còn bà Kamala Harris thì lại từ chối cho biết là liệu Ừ, ứng cử viên Tổng thống Joe Biden có thúc đẩy việc gia tăng thêm cái số thẩm phán tối cao pháp viện hay không nếu như phía Dân Chủ nắm được cả Thượng viện và Hạ viện Liên bang. Bà Kamala Harris đã viện dẫn à, lịch sử Hoa Kỳ để nói rằng vào những năm bầu cử thì không bao giờ có việc chỉ định một vị thẩm phán tối cao pháp viện thế chỗ cho một vị thẩm phán đã từ trần cả mà cái việc chỉ định đó phải chờ đợi cái kết quả bỏ phiếu bởi vì đó là kết quả bỏ phiếu là tiếng nói của cử tri Hoa Kỳ liên quan đến vấn đề mà um, biến đổi khí hậu trở lại đó thì uh, thưa quý vị bà Harris nói rằng biến đổi khí hậu là một mối đe dọa có thật trên toàn cầu nhưng mà bà lại bỏ lỡ một cơ hội hoặc là bà không dám uh, cương quyết để bảo vệ những cái giải pháp và chính sách mà do chính bà và ông Joe Biden đã chủ trương cần phải thực hiện vì uh, theo nhận định của các nhà quan sát chính trị nếu mà bà khẳng định cái điều đó thì có thể là mất cái sự ủng hộ của các cử tri ở các tiểu bang quan trọng như là pennsylvania như là ohio vì những cử tri tại hai tiểu bang này ngại rằng cái quy định mà giảm chất uh, carbon của phía dân chủ đưa ra đó sẽ là mối đe dọa đối với những kỹ nghệ của dân chúng hai tiểu bang điển hình là pennsylvania và ohio Bà Susan Page có nêu một câu hỏi rằng về phương diện liên quan với Trung Quốc, thì cả hai ứng cử viên Cộng hòa và Dân chủ đó nhìn nhà cầm quyền Bắc Kinh như thế nào, xem họ là đối thủ cạnh tranh, xem họ là kẻ thù hay là đó là một cái thế lực mà cạnh tranh cái vai trò lãnh đạo thế giới với nước Mỹ, thì bà Kamala Harris nói rằng lập trường của Tổng thống Trump về Trung Quốc đã dẫn đến thiệt hại về một sinh mạng, thiệt hại về việc làm của người dân Mỹ và vị thế của Hoa Kỳ trên thế giới. Và theo như lời bà Harris, thì Tổng thống Donald Trump thua trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Lập trường của Phó Tổng thống Michael Pence thì khác hẳn. Ông nói rằng Trung Quốc là nguồn gốc gây ra đại dịch coronavirus và Tổng thống Donald Trump đã rất tức giận và có đã có biện pháp về vấn đề này. Và ông nêu câu hỏi ngược lại với bà Kamala Harris rằng, Bà nói là nước Mỹ của Tổng thống Trump thua trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. À, ông chỉ nêu câu hỏi đó thôi. Và ông cáo buộc rằng ông Joe Biden, tức là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, đã trở thành một cái kẻ cổ vũ cho Trung Quốc trong suốt hai nhiệm kỳ làm phó Tổng thống của ông Michael Pence ở nước Mỹ về vấn đề thuế của tổng thống donald trump thì bà kamala harris nêu ra vấn đề bà bảo rằng người dân mỹ xứng đáng cần phải biết rõ và biết một cách minh bạch là tổng thống donald trump nợ ai và nợ bao nhiêu tiền thuế à, bởi vì căn cứ theo trên tờ báo new york times thì tổng thống donald trump hiện nay nợ một số tiền thuế lớn lên tới vài trăm triệu và người ta không biết là ông nợ định chế nào cá nhân nào thì đó là cái câu hỏi của bà camera Harris. Thì trong lúc mà ông nêu câu hỏi đó, thì ông uh, Phó Tổng thống Michael Pence không trả lời mà chỉ lắc đầu quay quậy thôi, không lên một cái tiếng nào, nào cả. Về vấn đề uh, phát thai, bởi vì chúng ta biết rằng khi mà bà Ginsburg là vì thẩm phán vừa mới từ trần có một cái quan điểm cấp tiến uh, vừa mới ra đi đã thì ghế đó để chống và Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm và Amy Barrett thay cho bà Ginsburg và bây giờ chỉ đang chờ phía bên Cộng Hòa chuẩn thuận thôi. Mà chắc là sẽ được bởi vì Cộng Hòa đang nắm đa số thể thượng viện. Mà bà um, Connie Barrett thì là người có cái quan điểm bảo thủ từ xưa tới giờ tức là bà chống tuyệt đối cái chuyện mà cho phép phá thai và thậm chí còn bàn tới cái chuyện có thể sẽ bỏ cái đạo luật năm 1973 tên là đạo luật Roe v. Wade trong đó là cho phụ nữ được quyền phá thai. Thì đêm qua trong cuộc tranh luận, bà Kamala Harris nêu quan điểm của bà rằng bà luôn luôn đấu tranh cho quyền của phụ nữ và hãy để cho người phụ nữ họ quyết định những điều gì liên quan đến thân thể của họ. Bà nói rõ, bà bảo rằng đó là quyết định của những người phụ nữ chứ không phải là quyết định của ông Donald Trump hay là của ông Mike Pence. Còn ông Pence thì nói rằng I am pro life tức là tôi là người bảo vệ thai nhi và ông nói rằng ông Joe Biden và bà Kamala Harris đã ủng hộ cái việc mà sử dụng tiền thuế của dân chúng để cho cái việc phát thai mà ngay cả những người phụ nữ uh, sắp sửa đến ngày sinh đẻ mà phát thai thì ông Joe Biden và bà Kamala Harris cũng ủng hộ nữa nhưng mà về phương diện kiểm chứng thông tin thì điều đó không chính xác bởi vì ông Joe Biden chưa bao giờ ông đề cập tới cái chuyện là ông ủng hộ cái giải pháp phá thai cho những người phụ nữ mà cho tới cái đến ngày gần ngày sinh đẻ mà vẫn được quyền phá thai về vấn đề kinh tế thì ai là người mà đã có công trong vấn đề kinh tế của nước Mỹ trong thời gian vừa qua thì ông Michael Pence nói rằng chính quyền của tổng thống Donald Trump và bản thân ông là phó tổng thống đã, đã tiếp nhận một cái nền kinh tế đang xuống dốc của chính phủ Tổng thống Barack Obama và ông Joe Biden. Và ngay lập tức khi mà lên lãnh đạo tòa Bạch Ốc thì chính phủ Donald Trump đã đem tới 11 ngàn, xin lỗi quý vị, 11 triệu 600 ngàn công an việc làm cho dân chúng Hoa Kỳ. Và Kamala Harris thì phản pháo. Bà nói rằng không, ông Trump và ông Pence đã thừa hưởng thành quả kinh tế của Barack Obama và của Joe Biden bà còn nói thêm rằng ông Joe Biden là cái người đứng phó cho ông Obama trong hai nhiệm kỳ tổng thống và lúc đó là nước Mỹ năm 2008 là nhiệm kỳ đầu tiên của Barack Obama đó, đang trôi vào một cuộc khủng hoảng lớn và trách nhiệm của ông Joe Biden đã phục hồi lại cái nền kinh tế rồi sau đó chuyển giao cái kết quả đó tốt đẹp cho phía bên chính phủ của tổng thống Donald Trump tuy nhiên đây là một cuộc tranh cãi mang hình thức chính trị đôi bên đều nói rằng mình có công cả còn những nhà kinh tế thì phải dựa trên từng số liệu một để nói rằng là ai là người đã tạo công an việc làm nhiều và chính phủ nào đã khiến cho công an việc làm bị thất thoát. Và những phút cuối của cuộc tranh luận đêm hôm qua thì nhà báo Susan Page của tờ USA Today, bà là trưởng phòng của tờ USA Today tại thủ đô Washington. Bà đã đọc một cái lá thư của một bé gái 8 tuổi. Bé gái này tên là Breck Lynn Brown. Uh, cô bé Brooklyn Brown này uh, học tại Springville Junior High School và đã gửi một cái lá thư. Cái lá thư đó là một cái bài văn viết của cô bé này để tham dự vào cái cuộc thi gọi là Utah Debate Commission, tức là cái cuộc debate đêm hôm qua tại tiểu bang Utah. Thưa quý vị, uh, đây là nguyên văn lá thư mà chúng tôi dịch thoát nghĩa là tiếng Việt Nam. Chứ tôi trong cái lá thư mà chúng tôi sắp đọc đó là cô bé 8 tuổi Brecklin Brown. Khi tôi xem tin tức, tất cả những điều tôi thấy đó là một cái cuộc cãi vã giữa một bên là Dân Chủ và một bên là Cộng Hòa. Khi tôi xem tin tức thì tôi chỉ thấy rằng công dân Mỹ cãi cọ tranh luận chửi bới nhau. Khi tôi xem tin tức, tất cả những điều tôi thấy là hai ứng cử viên của hai đảng đối lập đã tìm đủ mọi cách để triệt hạ đối thủ. Nếu các nhà lãnh đạo của nước Mỹ không hòa thuận được với nhau thì làm sao công dân hòa thuận được với nhau? Thủ đô của chúng ta đang tạo ra một tấm gương xấu về tinh thần đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau. Cho dù chúng ta là ai và lập trường của chúng ta là gì, tất cả tiếng nói của chúng ta cần phải được lắng nghe và cần phải được công nhận nhưng không ai muốn nghe không ai muốn hiểu người đối diện với mình cả sẽ không có điều gì thay đổi cho tới khi có người phá vỡ cách thức tranh luận giận dữ này mỗi công dân hoa kỳ phải có trách nhiệm và mỗi công dân hoa kỳ phải hành động để không cho phép đất nước chúng ta bị chia rẽ chỉ vì những sự khác biệt quan điểm như đang xảy ra hiện nay thái độ làm gương của chúng ta sẽ làm thay đổi và giúp chúng ta đến với nhau. Thưa quý khán giả, cuối lá thư, cô nữ sinh Brecklin uh, Brown nêu câu hỏi với hai vị uh, trong vai trò tranh luận đêm hôm qua là vị tổng thống thắng cử sẽ làm cách nào để đoàn kết và hàn gắn tình trạng chia rẽ hiện nay. Lá thư của cô nữ sinh Breckin Brown đều được cả hai ứng cử viên uh, Mike Pence và Kamala Harris tán thưởng. Và riêng cá nhân chúng tôi khi xem cuộc tranh luận đêm qua thì thú thật là rất vui bởi vì thấy cái thái độ ứng xử hòa nhã, lịch sự, văn minh và mặc dù đã là, là tranh luận chính trị thì lấn sân nhau 10-12 giây thì cái chuyện đó là bình thường mà như thế là tốt đẹp lắm rồi nó tượng trưng cho cái gì nó khác hẳn với cái cuộc tranh luận mà báo chí thế giới tuần lễ trước họ đã dùng những ngôn ngữ mà chúng ta là công dân Hoa Kỳ chúng ta cảm thấy xấu hổ khi họ nói về nước Mỹ chúng ta họ nói về cuộc tranh luận giữa một bên là ứng cử viên Donald Trump và một bên là ứng cử viên Joe Biden đêm hôm qua sau khi đọc cái lá thư của cô bé Brecklin Brown này và xem theo dõi 90 phút cuộc tranh luận chúng tôi chợt nhớ thấy là một cái không khí lịch sự hòa nhã văn minh của cách đây 10 15 năm nó trở lại với nước Mỹ. Nếu chúng ta xem lại những cái đoạn video, những đoạn phim mà quay cái cái cảnh ứng cử viên John McCain của Đảng Cộng hòa tranh cử với ứng cử viên Barack Obama của Đảng Dân chủ thì trong lúc đi vận động ứng cử viên của mình, ông John McCain đã bị một người phụ nữ cầm microphone nói rằng Barack Obama là sinh ra tại ở Trung Đông. Barack Obama đang cái kẻ phá hoại đất nước này. Thưa quý vị, ông ứng cử viên John McCain đã nói gì? Ông chụp cái microphone, ông rùi lại phía sau. Ông bảo rằng ông Barack Obama là đối thủ của tôi và khi tôi ra tranh cử thì chắc chắn tôi muốn tôi thắng cử. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là tôi phải im lặng trước một cái việc bảo vệ sự thật. Ông Barack Obama sinh ra tại Mỹ chứ không phải là một người sinh ra tại Trung Đông và ông ta là một người có tư cách và đáng tôn trọng, tuyệt vời. thì ngay sau đó, Barack Obama mặc sơ mi trắng, sắn tay lên đứng xuất hiện trước một đám đông dân chủ và nói rằng đối thủ của tôi là John McCain là một người tuyệt vời, là một người có một tư cách xứng đáng để tôi phải kính trọng. Sau đó cả hai ứng cử viên người thắng người thua, ông Mark John McCain thua cuộc, gọi điện thoại chúc mừng ông Barack Obama xong sau đó hai người trở thành bạn thân với nhau và trong cái đám tang để tiễn biệt người anh hùng của cuộc chiến tranh Việt Nam là nghị sĩ John McCain, gia đình nghị sĩ John McCain đã mời ông Barack Obama lên nói một bài diễn văn rất là cảm động. Chúng tôi hy vọng rằng thái độ tranh cử hòa nhã tử tế văn minh đêm hôm qua giữa Mike Pence và Kamala Harris sẽ là cái không khí tranh luận vào tuần tới giữa hai ứng cử viên. Donald Trump và Joe Biden vào ngày 15 tây tháng 10 tại Florida. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng ngày mai. Nhà sách tự lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tuyển tập nhạc Việt Nam. Đây là công trình sưu tầm của Lê Hân do nhà xuất bản nhân ảnh phát hành. Tuyển tập nhạc Việt Nam gồm 4 tập, bao gồm hầu như không sót một bài nhạc nào của Việt Nam từ thời tiền chiến cho tới thời cận đại. Tuyển tập nhạc Việt Nam cung cấp cho độc giả nguồn tài liệu vô cùng quý giá với lời ca, nốt nhạc của các nghệ sĩ tài danh của Việt Nam từ Phạm Duy, Văn Cao, Nguyễn Thiện Tơ, Từ Công Phụng, Lê Uyên Phương, Văn Phụng, Trịnh Công Sơn v.v. V. cho đến các nghệ sĩ sáng tác thuộc thế hệ sau đang nổi tiếng trong sinh hoạt âm nhạc tại quê nhà và tại hải ngoại. Tuyển tập nhạc Việt Nam gồm 4 tập được xuất bản với hai hình thức bia cứng và bìa mềm và hiện đang bán tại nhà sách Tự lực, địa chỉ là 14318 Prospect Street, Garden Grove, California 92843. Điện thoại uh, miễn phí là 18882047749, 18882047749 và số điện thoại để quý uh, độc giả gọi trực tiếp vào từ lực Bookstore là 7146768310. 0974-676-8310. Quý độc giả ở xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách tự lực là www.tulực.com. Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster. Đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như Hoa Kỳ, xăm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Xin gọi 1888 204 hoặc ghé trang nhà tự lực com